Chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Việt Nam trong vài ngày tới là một chuyến thăm rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Và chuyến thăm lại diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện, và cũng là lần đầu tiên cả Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ cùng thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ. Đây cũng là một cái sự tiếp nối cái truyền thống trong gần 30 năm quan hệ Việt Nam với Mỹ, đó là các đời Tổng thống Mỹ đương nhiệm đều đi thăm Việt Nam. Thì chuyến thăm cho thấy là hai bên đều rất là coi trọng nhau trong cái chính sách đối ngoại chung của mình nói chung đấy, và trong cái chính sách đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nói riêng. Đối với Mỹ thì chuyến thăm thể hiện Mỹ coi trọng cái thể chế chính trị của Việt Nam, coi trọng vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Việt Nam. Và đây cũng là một cái cột mốc rất quan trọng trên cái hành trình nỗ lực chung của hai nước để hiện thực hóa cái mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong cái bức thư tháng 2 năm 1946 gửi Tổng thống Mỹ Truman, đó là Việt Nam có quan hệ hợp tác đầy đủ với Mỹ. Và trong gần 30 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ thì thương mại hai nước có sự phát triển vượt bậc hết sức là ấn tượng. Năm 1995, thương mại hai chiều mới đạt 450 triệu đô la, thì đến năm 2022 đã đạt 123 tỷ đô la. Và Việt Nam đã vươn lên rất nhanh chóng và trở thành cái đối tác thương mại thứ 7 của Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trong ASEAN. Và cũng từ năm 2002 thì Mỹ đã trở thành cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Và đến năm 2022 thì xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ đã cán mốc 100 tỷ đô la. Về đầu tư ấy, thì Mỹ luôn luôn nằm trong cái top các nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam. Và tính đến năm 2022 thì đã có hơn 11 tỷ đô la đầu tư trực tiếp từ Mỹ vào Việt Nam. Đó là chúng ta chưa kể những cái đầu tư thông qua các cái chi nhánh của công ty Mỹ ở các nước thứ ba. Và một cái điểm mới khác so với trước đây ấy, là một số doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư sang Mỹ với số vốn lên đến hàng tỷ đô la và góp phần tạo hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động Mỹ. Lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục chiếm ưu tiên cao. Lĩnh vực này nó tiếp tục là cái trọng tâm, nền tảng, đồng thời là cái động lực cho cái hợp tác chung trong quan hệ hai nước. Hai nước sẽ tập trung vào những lĩnh vực như là hợp tác về chuỗi cung ứng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, rồi chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, kinh tế xanh, hay là phát triển công nghiệp chế tạo. Về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ là cái lĩnh vực hợp tác mang tính đột phá. Và hai nước sẽ tập trung vào tạo cái nền tảng công nghệ số, hệ sinh thái bán dẫn hay là ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời là các cái công nghệ mà phục vụ cho chuyển đổi năng lượng, rồi công nghệ sinh học hay là nâng cao cái y tế hay là dược phẩm. Cái lĩnh vực thứ ba là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Thì đây cũng là một cái lĩnh vực, một cái điểm sáng, có thể nói là hình mẫu trong hợp tác của hai nước. Rồi trong khi tham gia vào các cái hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đào tạo quân y, rồi cứu trợ cứu nạn, rồi nâng cao các cái năng lực hàng hải và hàng không. Và cái điểm thứ tư là tại các cái diễn đàn khu vực và quốc tế thì hai nước cũng sẽ tăng cường phối hợp trong ASEAN, trong APEC, Liên Hợp Quốc, và đặc biệt là cái sự phối hợp với nhau để cùng xử lý những cái vấn đề, những cái thách thức toàn cầu như là biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh y tế, v.v.